thì cô Ái Minh cũng của chỉ dạy cho con cách đọc, cách viết, nhưng mà học của sư phụ là con xin cảm ơn sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa-tu, thông chúng tôi đã gặp ở chùa Bửu Long và thời gian lần này và cũng có nhiều cái ý kiến rất là thở cuối cùng, tức là sau sau này dầu có nhắm mắt ra đi
hiểu biết Phật. Nó về vật chất cho cha mẹ đầy đủ, cung phụng đầy đủ cái vật chất ở thế gian, nhưng mà không bằng, không bằng mình hướng cha mẹ để biết quy tam bảo, thọ trì giới, và sao mình tạo điều kiện để cho cha mẹ được thực hành thập thiện như là bố thí rồi thính pháp, tu tiến đó. Cái điều đó là mới là hết sức quan trọng, tại vì nếu mà khi chúng ta ngay trong cái kiếp sống hiện tại này chúng ta may mắn được sanh làm người, rồi chúng ta còn sức khỏe, còn trí tuệ sáng suốt, có điều kiện để thực hành những cái thiện pháp mà chúng ta bỏ qua, chúng ta không nỗ lực thực hành, thì đây là một cái điều mà chúng ta lãng phí, hết sức là đau. Tại vì khi mà chúng ta từ giã cái cõi đời này, thì theo cái dòng nghiệp lực nó đưa đẩy, biết chúng ta có cái duyên may tái sanh là làm người, hay là hoặc là đi đến những cái cảnh giới an vui hay không. Cho nên là nếu mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta bỏ qua, thì chúng ta sẽ để cho những cái phước báo nó mai một đi, thì sau này chúng ta dù có ăn năn hối tiếc thì cũng cũng không thể nào mà làm được. Cho nên là cái điều quan trọng là chúng ta phải tạo cho các cái thiện pháp chưa sanh thì được sanh khởi, rồi những thiện pháp nào đã sanh khởi thì chúng ta phải dung bồi, làm cho nó phát ngày mạnh mẽ hơn. Thì cái sự tu tập á, quý vị thấy rằng á, cái mà quy tam bảo á, nó đâu có đòi hỏi tốn tốn kém gì đâu. Chỉ cần chúng ta có một cái thành tâm, một cái khởi đầu, chúng ta có cái thành tâm, tin tưởng vào rồi thế này thế khác, mà chúng ta có thể quy bất cứ giới chư tăng để mình, thì các vị sẽ hoan hỷ
để trao truyền, không có đòi hỏi bất cứ một cái gì, không phải chờ đợi tới ai là các cái ngày rằm lớn rồi kia. À. Rồi. Rồi sau khi quy rồi đó thì sao? À, thường thường quý vị nghe là cái chữ là cận sự nam, cận sự nữ. À. Thì khi mà quy y rồi đó mình phải phải thường xuyên mình đến chùa. À, chứ không phải mình quy y rồi là xong, có được cái giấy chứng nhận rồi đem, có cái lá phái rồi mình đem về mình treo trên vách là xong bổn phận. À, cái đó nó chưa phải đâu, nó chưa đem đến cái lợi ích gì hết. À, mà chúng ta phải phải thực hành, à, thực hành gìn giữ năm cái giới. À, khi quý vị gìn giữ năm cái giới thì quý vị sẽ tạo trữ được năm cái công đức phước báo. À, người ta nói là ngũ phước lắm. Khi mà mình gìn giữ năm cái giới thì cái nhà này nó sẽ có năm cái phước. À, cái phước về tuổi thọ, cái phước về tài sản không có bị thất thoát. À, cái phước là những cái người trong gia đình không có bị ô uế về cái phẩm hạnh. À, rồi cái người trong gia đình này nói lên những cái lời chân thật, và những cái người này đó tránh xa những cái chất độc, chất sai làm cho mê mờ tâm trí. À, thì cái quan trọng là mình phải gìn giữ rồi mình thực hành thì nó mới có năm cái phước. À, còn nhiều khi có nhiều người, nhất là những cái dùng người Hoa đó, thì họ cũng hay vẽ những cái chữ giấy hồng đơn đỏ, chữ làng rất là đẹp, để treo trước cái cửa là ngũ phước lâm môn. À, nhưng mà nếu mà mình treo chơi cho nó đẹp thì thật sự ra đâu có phước gì. À, mà cái quan trọng là chúng ta phải thực hành thì mới nó mới đem đến cái phước. À, rồi chúng ta phải thực hành thêm những cái pháp khác để hỗ trợ trong cái những cái pháp thập thiện đó mà Đức Tại cho hàng cư sĩ. À, thì như vậy đó thì từ đó chúng ta sẽ chế ngự được tất cả những cái ác pháp nó sanh khởi. À, tại vì cái tâm của chúng ta lúc nào cũng hướng về thiện pháp, thì không có điều kiện cho những cái tác ý bất thiện nó sanh khởi. Chúng ta cẩn trọng xem xét gìn giữ cái nội tâm của mình. Nếu những cái tác ý nào bất thiện thì chúng ta kịp thời ngăn ngừa, không để cho nó sai khiến chúng ta nói lên hay hành động. Thì khi mà những cái tác ý bất thiện mà chúng ta nói ra thì nó tạo về cái khẩu ác nghiệp, mà chúng ta thực hành thì đem đến cái thân ác nghiệp, gây đến những cái hậu quả khổ đau, hại mình, hại người. Đó. Khi chúng ta biết như vậy, chúng ta phải kịp thời ngăn ngừa, chế ngự những cái tác ý bất thiện này. Đó là Đức Phật gọi là cái chỗ ấy, và chế ngự ý là chế ngự những cái tác ý bất thiện này. Thành ra ở trên đó là Đức Phật mới nói là không nên chế ngự ý một cách hoàn toàn về mọi mặt. Chúng ta phải phân biệt cái ý nào nó là bất, ta phải kịp thời chế ngự liền. Còn những cái tác ý mà thiện thì chúng ta phải dung bồi nó, gìn giữ nó, phát triển lên một cách cho nó tốt đẹp. Đó. Cho nên là Đức Phật mới nói lên cái câu kệ ngôn này và đã giảng dạy để
cho cái vị chư thiên hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra đó, trong đời sống không phải tất cả những cái pháp gọi là pháp dục mà mình phải 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 từ bỏ hết, không phải. Những cái mà tham dục trong đời sống chúng ta say đắm trong ngũ trần thì chúng ta phải loại bỏ. Nhưng mà những cái pháp dục, tức là chúng ta thực hành những cái thiện pháp ấy, thì chúng ta phải gìn giữ chứ. Khi mà hằng ngày chúng ta lễ bái Tam Bảo, niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, cái này cũng phải có cái mong muốn. Thì quý vị thấy rằng á, tại sao mà quý vị hôm nay chúng ta vô đây nghe pháp được cũng được khoảng 5-6 vị cư sĩ, thì sao quý vị phải có cái mong muốn. Chứ còn nếu mà mình không có cái mong muốn thì làm sao mà mình nghe được đó. Cho nên là chính nhờ cái hướng về cái điều thiện, cái mong mỏi tìm hiểu về điều thiện thì quý vị mới vào đây để mà nghe. Còn nếu mà nó thích nghe những cái chuyện khác thì chắc nó vào những cái con khác rồi, thấy không? Cho nên là cái gì đó là những cái tắc ý thiện thì chúng ta phải phải gìn giữ, phải dung bồi thì nó mới mạnh mẽ đó. Rồi khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm hiểu, rồi khi tìm hiểu nếu còn chỗ nào mà chưa có hiểu biết một cách rõ ràng, chúng ta còn hoài nghi, còn những cái vấn đề mà chưa được thỏa mãn, thì chúng ta hỏi để thấu đáo. Rồi sau khi mà tìm hiểu một cách thấu đáo rồi đó, thì chúng ta phải đem ra thực hành thì nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp đó. Cho nên là những cái mong mỏi để thực hành pháp này thì chúng ta phải dung bồi. Cho nên là có những cái pháp bất thiện, những cái gì pháp dục thì chúng ta phải từ bỏ. Những cái bất thiện thừa mong muốn để thỏa mãn những cái tham muốn trong ngũ trần nhục dục, những cái đó thì chúng ta từ bỏ. Còn những cái mong muốn để thực hành những cái thiện pháp thì chúng ta phải gìn giữ. Hằng ngày phải suy tưởng ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Rồi chúng ta phải học pháp, hoặc là chúng ta mỗi ngày dành ra khoảng thời gian chừng 15-20 phút chúng ta hành thiền thì chúng ta phải thường xuyên mỗi ngày. Để gì? Chính vì cái thường xuyên này đó, nó tạo thành một cái sự quân tập thường cận. Thường cận này đó, nó cũng có một cái sức mạnh. Chính vì khi mà quý vị có cái sự quân tập thường xuyên vậy đó, thì nó sẽ là cái phương pháp để ngăn ngừa các cái ác pháp. Rồi khi mà chúng ta tạo trữ thường xuyên những cái thiện pháp này, mỗi ngày mình làm một cái việc nhỏ thôi, mỗi ngày mình dành ra một cái thời gian 15-20 phút, hoặc là khi mà chúng ta chuẩn bị lên giường để ngủ, chúng ta nằm yên, rồi chúng ta niệm tưởng ân Đức Phật, hoặc là chúng ta chú tâm theo dõi vào cái hơi thở, thì thường mỗi ngày như vậy, nó trở thành một cái sức mạnh. Mà chính cái
Nếu mà trong đời sống mà chúng ta không có những cái nghiệp lực mạnh mẽ, thì chính cái nghiệp lực mà chúng ta tạo trữ thường cận này này, thường cận này, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi tái sanh về những cảnh giới an vui. Còn nếu mà những người không biết thường ngày làm những cái ác bất thiện pháp, mặc dù là những cái ác bất thiện pháp nó nhỏ nhoi thôi, nhưng mà vì thường xuyên làm thì chính cái thường cận nghiệp ác này nó dẫn dắt chúng sanh đó đi tái sanh về những cái cảnh giới khổ đau. Cho nên là ở đây Đức Phật dạy nếu mà những cái tác ý không được tốt đẹp thì chúng ta cần phải chế ngự, phải dập tắt ngay, vì nó như là những cái đốm lửa. Nếu mà chúng ta không kịp thời dập tắt ngay thì nó có thể gây họa cháy cả khu rừng. Còn những cái tác ý thiện nghiệp lành thì chúng ta dinh dưỡng, phải dung bồi giống như cái hạt giống chúng ta gieo trồng, và chúng ta phải rào lại, rồi lâu lâu mà mỗi cũng phải cho nó tưới nước cho nó, dung phân cho nó, rồi cũng phải chăm sóc, và lâu lâu mình cũng coi nó, nếu mà có sâu bọ thì mình phải gỡ bỏ, rồi phải coi chừng đừng có để cho các cái côn trùng, các loài thú nó phá hại vậy đó, thì cái thiện pháp của chúng ta mới được tăng trưởng phát triển một cách mạnh mẽ. Do đó đó là Đức Phật mới nói nếu mà tự chủ thì chúng ta phải gìn giữ nó và phải cố gắng nỗ lực để mà đạt được. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng những cái pháp nào nó là căn bản, nó là nền tảng để chúng ta thực hành. Chính những cái pháp căn bản nền tảng này đó, thì lần hồi chúng ta sẽ bước lên những cái bậc cao hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta không có học hỏi, chúng ta không biết phải thực hành cái nào trước, cái nào sau, rồi mình làm không có đúng trình tự, thành ra đó cái sự học của mình nó không có được một sự tiến bộ tốt đẹp. Đó, cho nên là chúng ta phải tìm hiểu cái nào là những cái pháp căn bản để nâng đỡ cái sự tiến bộ, để chúng ta học hỏi, chúng ta thực hành, và từ đó cứ chúng ta từng tự thực hành các cái pháp theo lời dạy của Đức Phật, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái sức khỏe, tùy theo cái căn cơ trình độ của mình, chúng ta thực hành để đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Mà cái điều quan trọng là khi chúng ta hiểu biết cái thiện pháp hướng về cái con đường chân chánh, đó là một cái điều kiện tối quan trọng. Tại vì nếu ngay trong cái đời sống hiện tại này chúng ta không tìm hiểu, chúng ta bỏ qua những cái thiện pháp thì sao? Chúng ta sẽ còn trôi lăn dài trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì cái tà kiến nó đeo bám mà ngay trong đời sống hiện tại này chúng ta không diệt trừ được thì sao? Cái tà kiến này nó sẽ hướng quý vị trôi lăn trong nhiều kiếp sống, trong dòng sanh tử luân hồi nữa. Cho nên á, là mặc dù chúng ta thấy rằng á, những cái chánh pháp thì ít người nghe, ít người tìm đến, nhưng mà đó, chúng ta phải thấy rằng
mình rất là hạnh phúc. À, mình đã thoát ra những cái tà kiến sai lầm. À, quý vị thấy rằng những cái nơi mà chơi thỏa mãn vật chất, à, những cái trò vui của thế gian ấy, thì rất là đông, à, rất là đông những người họ tìm đến. Còn á, những cái trường thiền, à, hay là những nơi chùa tịnh thất tịnh xá rất là ít người tới. À, đó, cho nên á, là chúng ta phải thấy rằng chúng ta cũng có hữu duyên, à, cũng có một cái phước báo, à, chúng ta may mắn đến những cái nơi tốt đẹp, đến những cái nơi mà cần đến, à, học được những cái điều cao quý, à, để đem đến một cái đời sống an lạc trong hiện tại, à, rồi từ đó chúng ta nỗ lực tu tập dung bồi, à, để hướng đến những cái cảnh giới tốt đẹp, à, hướng đến cái sự giải thoát, à, chấm dứt sanh tử luân hồi trong ngày vị lai. À, cho nên á, là, à, người ta nói vậy không, à, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan tạo ngộ, khó sanh được làm người. À, khi mà sanh làm người phải có những cái điều kiện như thế nào, à, phải có đầy đủ, à, ngũ giới, rồi phải thực hành các cái thiện sự, nó có cái phước báo mới tái sanh trở lại làm người, à, hay là hoặc là đi đến những cảnh giới an vui. Còn ngược lại, à, nếu mà những người không hiểu biết thực hành các cái bất thiện pháp thì sao? Phải rơi vào khổ cảnh, tái sanh vào bốn cảnh khổ, quỷ, súc sanh, Atula. À, rồi, thành ra đó, chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta phải cố gắng, à, nỗ lực tu tập để, à, đem đến những cái ác pháp thì chúng ta cần phải chế ngự, dập tắt. À, còn những cái, à, thiện pháp thì chúng ta phải, à, dung bồi, gìn giữ, à, cho được tốt đẹp. Thì, à, đây là cái, à, phần thứ tư. À, chế ngự tâm, à, và cái lời dạy của Đức Phật trong chánh kinh, à, với sự hiểu biết, à, sự học hỏi, à, trong phần chú giải cũng như là các cái lời dạy của các bậc, à, trưởng lão, à, thì cũng có chút ít những cái kiến thức, những cái hiểu biết, à, để, à, chia sẻ cho quý vị. À, với phước báo này kính cầu mong, à, chư tôn đức trưởng lão, à, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, à, pháp thể Khang Ngang, và cũng kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý phật tử, à, có thêm những cái hiểu biết, những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta, à, nỗ lực thực hành ngay trong đời sống hiện tại, à, cải chánh những cái tri kiến sai lầm, à, rồi chúng ta hướng cái về cái chánh kiến, à, có sự nỗ lực học tập thực hành để đem đến một cái đời sống lợi ích an vui trong hiện tại và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. À, cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều sự an vui, à, với trí tuệ sáng suốt để thực hành, à, các cái thiện pháp. Cầu mong tất cả, à, chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng, à, cũng thỉnh, à, Ngài Trí Đức cũng như sư Nguyên Thông như, à, mời tất cả, à, quý vị trong đạo trang, à, cùng, à, thảo luận, chia sẻ thêm, à, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Và bây giờ thì xin, à, kính cung thỉnh các ngài cũng như mời tất cả quý vị. Dạ, bây giờ xin nhường mic lại, à, Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính lễ sư Nguyên Thông và con kính chào đạo tràng. Và chúng con thành kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy một bài học hôm nay và rất là lợi lạc cho đạo tràng chúng con. Và vào nhân dịp đầu năm thì con cũng kính chúc sư Pháp Thể Kinh An để mà lúc nào cũng an lạc để chúng sanh dị độ, để mà tiến mãi trên con đường giác của Đạo Phật. Và hôm nay là con nghĩ là lớp học mình vẫn còn ăn Tết đó, thưa sư. Thường thì quý đạo hữu chắc ăn Tết cho tới rằm. Nhiều khi có nhiều đạo hữu vẫn còn đi thập thiện hay chùa diễn mười chùa hay sao đó, cho nên lớp học mình cũng chưa có gọi là đông đủ lắm. Nhưng mà bài học của sư thì rất là hữu ích cho chúng con. Và bài học thì khuyên chúng con khi mà đã quy y Tam Bảo thì cũng phải cố gắng giữ lấy năm giới và nghiêm trì tinh tấn tu học. Và thì con kính mong đạo tràng, nếu ai có câu hỏi gì thì lên hỏi để ngài giúp cho chúng ta giải đáp những cái gì trong bài học hôm nay. Dạ, con thấy có sư Nguyên Thông. Dạ, lâu rồi con không có thấy sư vào. Thì bài học vừa xong, con kính mời sư Nguyên Thông lên để mà bổ túc thêm, hay là cứ giảng giải thêm, hay là chỉ dạy thêm trong cái bài học hôm nay để cho chúng con học được thêm nhiều hơn ạ. Thì trong lúc để chúng con chờ ngài Pháp Thanh để ngài dùng ly trà. Dạ, con kính mời sư Nguyên Thông ạ. Dạ, con xin dâng bích lại cho sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Thông xin cảm ơn sư Thích Nguyện Từ niệm niệm từ. Phải công nhận rằng cái bài này rất là khó, thâm sâu. Những cái từ ngữ nói nó gần gần nhau nhưng sự thật ra thì nó khác nhau. Thí dụ như là Thế Tôn nói là không nên chế ngữ ý, rồi lát nữa nó là chỗ ấy chế ngữ ý. Thí dụ như vậy, thành ra nếu mình đọc qua mà không suy nghĩ thì nó có nhiều chỗ là mình không hiểu được, nhưng mà mình đọc mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy cái ý nó nằm trong đó. Vì vậy cho nên cái bộ kinh này thì sự thật ra mà nói thì chúng ta đọc thì chúng ta phải hiểu từng nghĩa từng câu để mà nó không có sai lầm. Vì vậy cho nên là phải cẩn thận. Ông Nguyên Thông đi đọc lại để cho chư vị là nghe lại cho nó một lần nữa. Cái chỗ phần là chế ngữ tâm đó, thì ban đầu thì bác vị chư thiên thì nói là chỗ nào ý chế ngữ chỗ ấy đau khổ tận, ý chế ngữ hoàn toàn thoát đau khổ hoàn toàn. Đó là cái nhìn của một cái vị thiên. Một vị thiên thì nói như vậy thì có lẽ là nó đúng theo cái sự hiểu của một vị đó, nhưng mà Thế Tôn thì chính xác hơn. Thì ngài nói là không nên chế ngữ ý, bởi vì cái ý này nó không có nói là tà ý hay là chánh ý hay là thiện ý. Nó không nên chế ngữ ý hoàn toàn về mọi mặt, thì câu nói là rất là hay, đúng đó. Cho nên ngài nói là chớ có chế ngữ ý nếu tự chủ đạt được. Nhưng mà ngài nói là chỗ nào ác pháp khởi thì chỗ ấy chế ngữ ý, bởi vì cái ý với cái tâm nó là một. Cho nên là chỗ nào cái ác pháp nó khởi lên thì bởi vì tâm là dẫn đầu các pháp, mà tâm làm chủ, tâm tạo tác, Đức Phật dẫn dạy trong kinh Pháp Cú đó, thì chỗ nào mà cái ác pháp khởi thì chỗ đó chế ngữ ý đó. Bởi vì cái ác pháp khởi nó nằm trong ý của chúng ta. Vì vậy cho nên là cái bài kinh này nó rất là hay,
Và sư phụ qua pháp thanh đã giảng dạy rất rõ ràng, nên nhìn thấy một vài chỗ mà theo cái bài kinh đó mà xin không lật ra thì thấy là nó như vậy. Cho nên là ngài chư thiên mới nói là vị tỷ kheo la hán đã làm nhiều, đã làm điều phải làm, các lậu tận được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói họ nói là của tôi. Thì tới tôi mới sửa lại, vị tỳ kheo la hán đã làm điều phải làm, tức là đã đoạn tận 10 cái kiết sử đó. Các lậu được đoạn tận, thân này là thân tối hậu, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói họ nói là của tôi. Vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng sanh dưng danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Đó là Thế Tôn nói là những cái vị mà A La Hán đoạn tận rồi, họ nói cái đó thì họ nói, họ biết cái nào là danh pháp chứ không có cái ngã. Thí dụ chúng ta cho rằng Nguyên Thông là cái người mà ngu si thì mình nói là tôi là Nguyên Thông đó, nhưng mà ở ngoài đời mình nói là tôi Nguyên Thông là cái ngu ngữ ngoài đời để chỉ cho một cái chỗ nào đó. Chứ sự thật đó, mình nếu nó là mình là một con người này cái nọ đó, sự thật ra Đức Phật giảng dạy mà tất cả chúng ta học thì cái bản thân của chúng ta thì nó có gồm hai phần, một gần phần là danh là nama và sắc là rupa. Thì danh là cái khả năng biết cảnh đó, là cái tâm, mà chỉ danh đó là cái tâm, cái ý vân vân, thì tất cả những cái đó nó có sự thật. Cái chữ danh, cái nama nó và khoảng 60 mấy cái chữ khác nhau đó. Cho nên nó tùy cái chỗ mà ứng thì nó có nhiều cái tên khác nhau. Cho nên cái thân thể chúng ta thì nói chung lại chỉ là nama rupa thôi, tên danh này sắc thôi, cái khả năng biết cảnh và cái thân thể chúng ta có ngũ uẩn. Cho nên là cái vị thiên thì thấy mới nói là nói lại sẽ thế này, vị tỳ kheo la hán đã làm điều phải làm, các lộ được đoạn tận, thân này thân tối hậu, có phải vị tiều khải ấy đi đến đận kiêu mạn? Bởi vì vị tỳ kheo, vị người chư thiên này nói là vì họ nói là của tôi, vị khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Đức Phật đã giảng dạy vậy mà ông nào ông không không rõ, ông mới nói là khi mà nói là chính tôi nói là vị ấy có thể nói là họ là nói là của tôi đó, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên. Thì cái vị a vị chư thiên nói là nói vậy là kiêu mạn, thì cái chư thiên vừa học nghe vậy thì nghĩ người ta nói là vậy là kiêu mạn, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nói ở bên ngoài đó. Thí dụ là tôi nói thế này rồi cái sư Pháp Thanh nói thế kia, sư Trí Đức nói thế kia thì nó nói tôi, thì mình phải nói như vậy chứ không mà nói là mình cứ nói là cái ngũ quẩn nói thế này rồi ngũ quẩn kia nói thế kia sao. Cho nên là trong cái ngôn ngữ bình thường á, thì chúng ta phải nói là cho nó rõ ràng. Chứ còn trong cái vi diệu pháp á, thì cái mà để nó nói ra thì chỉ có chứ không có cái ngã sở. Cho nên là chúng ta khi mà học chúng ta phải hiểu rõ cái điều đấy. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới giảng dạy là ai đoạn tận kiêu mạn thì là những người đó là những người đã chứng tứ quả rồi, thì không còn những cái buộc ràng, mọi hệ phược kiêu mạn được hoàn toàn đoạn tận, vị ấy có trí sáng suốt vượt khỏi mọi hư tưởng, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên. Đức Phật nhắc lại đó, Đức Phật nói là chính tôi vừa nói lên. Lúc này họ nói rồi, cậu nói này để cho trên thế gian biết là cái người đó nói như vậy, chứ không phải mà nói tôi là mình cho thân ngũ uẩn là tôi là ta, thì cái chỗ này là cái chỗ khác. Phải biết cái hoàn cảnh, cái ngữ cảnh ở cái context là cái câu nói trong cái ngữ cảnh nào là để cho người ta hiểu, chứ không phải nói tôi là chấp ngã là ngã mạn. Cho nên những cái bài này thật sự ra mà nói thì nó có những cái chiều sâu như vậy, thì chúng ta đọc để cho hiểu nghĩa. Cho nên là mình phải hiểu nghĩa chứ đừng có hiểu sau cái ngữ, mà hiểu ý chứ đừng có hiểu theo cái lời. Đó là những cái từ ngữ trong Phật học mà chúng ta cần phải biết rõ vậy.
Đó là những cái điều mà con nhận thấy trong bài này, xin nói lên và xin cảm ơn cô Niệm Từ. Con xin trao mai lại cho cô Niệm Từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chân thành tri tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân những lời giảng dạy của Sư Nguyên Thông. Dạ, con không biết đạo tràng có ai. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, người mới đầu room. Dạ, con không biết Sư Pháp Trang có ở trước máy không. Dạ, hôm nay là trong lớp học đang học cái tương ưng bộ kinh Phẩm Kiếm và Chế Ngự Tâm. Và nếu như Sư Pháp Trang có trước máy thì con mời bàn tay của Sư Pháp Trang lên để từ bi giảng dạy thêm cho đạo tràng chúng con học thêm ạ. Dạ, con không thấy ai trong room hết. Christina ơi, Christina có nghe bài giảng hôm nay của Ngài Pháp Thanh không? Christina có câu hỏi gì không thì Christina lên đặt câu hỏi với Ngài. Dạ, ôi dạ, mời Christina nha. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Xin ca giá. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ Sư Trí Đức và Sư Nguyên Thông, và con xin đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Dạ, con không có câu hỏi nào để hỏi. Dạ, cái thắc mắc của con là giống như con có nói chuyện với Sư Pháp Thanh qua về mẹ của con, là bà bị tai biến 5 lần, và bây giờ thì trí nhớ của bà không có còn giống như lúc trước. Thì hôm trước là con có bạch với Sư Pháp Thanh là nếu mà bà không có nhớ những cái giới của bà là bà đã từng quy y qua, thì theo Sư thì là một người con thì con nên làm gì để làm gì thêm hơn thêm những cái chuyện mà con đã bạch qua với Sư, để cho bà có thể có một chút phước để mà bà đem đi sau này. Dạ, con xin Sư chỉ dạy cho. Dạ, con xin cảm ơn Sư. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, và kính lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, và chào Sư Pháp Trang mới vừa chào đạo tràng, chào Sư Nguyên Thông, và chào tất cả quý Phật tử. Thì cái trường hợp của bà cụ thì bây giờ là mình là người con, thì giờ mình làm những gì mà mình làm được. Ví dụ bây giờ cô có thể là dâng cúng bốn món vật dụng, vật thực, rồi y phục, thuốc men, chỗ trú ngụ gì đó,
những cái điều kiện, trong điều kiện nào mình làm được thì mình nên làm, chứ không phải là mình nhất thiết mình phải làm hết. Ví dụ có khi mình dâng cúng vật thực được thì mình dâng cúng, hoặc là dâng cúng thuốc men đúng, rồi hồi hướng phước cho bà cụ, rồi hoặc là thỉnh chư tăng, nếu mà có được thỉnh chư tăng tụng cầu an cho bà cụ, để mình coi như bây giờ người ta nói nha, còn nước còn tát, kệ nó, mình trong điều kiện nào mình có thể tạo phước được thì mình sẵn sàng mình làm hết cái điều kiện mà mình có được, mà để sau này sao cái tâm mình nó không có hối quá, là hồi đó mình có điều kiện mình làm đó mà mình muốn làm cái này thì khác. Còn bây giờ nếu mà mình có điều kiện nào về phía thuốc men mình làm đầy đủ rồi, mình cũng tạo phước để cho bà cụ có được chút ít những cái phước nào đó để làm cái hành trang. Tại sao bây giờ nếu mà có điều kiện á, tại vì bây giờ cái tâm trí của bà cụ thì nó không còn nhớ bình thường, thì có thể đó mình tìm cái ảnh Phật nè, làm một cái ảnh Phật để gần cái nơi cái chỗ bà cụ nằm đó, cái chỗ nào mà dễ thấy, để gì, để có đôi lúc mà khi mà cái tâm nó có lúc thì nó nhớ, có lúc thì không nhớ, nhưng mà nếu mà khi mà may mắn những cái lúc nào mà bà nhớ và nhìn đến cái ảnh Phật, rồi những cái phước lành nào mà bà đã làm đó, nó có thể tái hiện lại, để may mắn trong cái thời điểm mà cận tử nghiệp đến, bà nhớ lại, mình cũng từng đi chùa, rồi mình cũng có quy y, rồi mình cũng gìn giữ ngũ giới, là mình làm những cái việc thiện sự đó, thành ra đó bây giờ mình làm hết những cái điều kiện mà mình làm được, có thể làm được nha, thì mình làm. Còn á, có những lúc do cái duyên nghiệp mình đâu có biết được, thành ra Đức Phật nói là nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghì, rồi các pháp nó diễn biến là chúng ta không thể nào mà can thiệp, không thể nào điều khiển được, chúng ta chỉ làm những cái điều nào mà xét thấy là mình có điều kiện và mình nên làm, thì chúng ta làm tất cả với cái tâm mà cầu mong cho bà, nhờ những cái thiện sự, nhờ những cái duyên phước này nó có mãnh lực để giúp cho bà ra đi trong cái sự an vui, trong cái sáng suốt hiểu biết, thì như vậy là quý báu. Nhưng mà cái đó là cái mình làm, mình mong ước, nhưng mà tại vì trong kinh Đức Phật nói là ta đi với nghiệp của ta, thành ra đó cái nghiệp lực thì mình chỉ tạo điều kiện như vậy thôi, còn á nó đi theo cái cách nào đó là cái diễn trình của pháp, mình không thể can thiệp vô, mình càng dự vô mình phải như thế này phải như thế kia là không được, nhưng mà những điều kiện nào mình làm được, cố gắng làm tốt đẹp, làm với cái tâm nguyện để cầu mong cho bà có thể tỉnh trí sáng suốt trong cái giây phút mà cái cần tử nghiệp nó đến, để ra đi một cách nhẹ nhàng tốt đẹp và hướng đến những cái cảnh giới tương đối an vui, vậy là quý báu, và chúng ta cũng không có ăn năn hối tiếc, chúng ta làm tròn cái bổn phận
cái đạo tầm con, cha mẹ còn hiện tiền mình phụng dưỡng, cha mẹ ốm đau bệnh tật thì mình than, rồi mình tạo điều kiện để cha mẹ hướng đến Phật pháp, tạo phước cúng dường, rồi khi mà cha mẹ qua đời thì chúng ta cũng tạo phước rồi hưởng hồi hướng phước đến các bậc sanh thành cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì như vậy chúng ta đã làm tròn cái bổn phận làm con, cái lời Phật dạy. Thì với cái câu hỏi của cô thì sẽ cũng xin chia sẻ đôi điều, chúc cô có nhiều cái điều kiện để tạo phước và để giúp cho bà có một cái điều kiện tốt đẹp hơn trước khi mà giả từ cái đời sống hiện tại này. Chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia. Dạ, con thấy Christina đã chân thành kính tri ân sư. Ngài Pháp Thành đã giảng giải câu hỏi của Christina. Còn còn thắc mắc gì thêm nữa không Christina? Dạ, xin mời đạo tràng. Đạo tràng hôm nay có câu hỏi gì thêm không? Thì cứ lên hỏi để mà sư Pháp Thanh sẽ giảng giải tiên rõ trong bài học hôm nay. Dạ, không có chi cứ sư dạ. Con thấy đạo tràng im lặng quá, không có ai hỏi câu hỏi gì hết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia. Dạ, cảm ơn Christina. Tại niệm tự thấy room lớp học mình vẫn còn ăn Tết, không có ai về, với lại sinh nhật mình cũng đi vắng rồi, không có ai hết. Thì niệm từ chỉ làm về vậy. Và con không biết là đạo tràng có câu hỏi gì không. Thi Lâm ơi, Thi Lâm có nghe bài pháp và Thi Lâm có câu hỏi gì không? Dạ, nếu không có gì, sư Nguyên Thông, sư có thêm những cái gì mà giảng dạy cho chúng con á,
thì con mời sư lên tiếp tục ạ. Trong khi đó thì con dạ kính bạch ngài sư Pháp Thanh, con đọc ở trong bài kệ đó thì con dạ con cảm ơn sư Nguyên Thông ạ. Dạ kính bạch ngài Pháp Thanh, dạ con đọc trong bài kệ thì con thấy là có nói là dạ ngài có nghe không? Con hỏi con xin hỏi ngài một câu ạ. Dạ là chế ngự tâm, chỗ nào ý chế ngự, chỗ nào đau khổ tận chế ngự, ý chế ngự hoàn toàn thoát đau khổ hoàn toàn. Dạ thì Thế Tôn có nói là không nên chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt, chớ có chế ngự ý nếu tự chủ đạt được, chỗ nào ác pháp khởi chỗ ấy chế ngự ý. Dạ như vậy có nghĩa là mình không nên dùng ý để mà chế ngự tâm mình, có phải vậy không sư? Nếu mà mình dùng ý để chế ngự hoàn toàn thì mình sẽ có thoát được đau khổ hoàn toàn không vậy thưa sư? Dạ con không có hiểu rõ cái chế ngự tâm ở trong cái chỗ này nhiều, con mong sư giảng dạy thêm rõ cho con hiểu thêm. Dạ. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sân Ca giá. Và kính lễ chư Tôn Đức. Kính chào quý vị. Thì ở đây đấy, tại sao mà Đức Phật nói là không nên chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt? Thì như nãy sư đã phân tích đó, là hay là trong cái đoạn cuối Đức Phật nói là chỗ nào ác pháp khởi chỗ ấy chế ngự ý. À, thì khi mà những cái tác ý bất thiện thì chúng ta cần phải chế ngự, chứ không phải là cái nào mình cũng chế ngự hết. Đó, bây giờ cái trường hợp mà cái người mà chúng ta điều khiển cái chiếc xe, bây giờ nếu mà hai cái con ngựa đó nó chạy song song, nó chạy đều đúng hướng, thì mình đâu cần phải điều khiển nó, mình cứ để cho nó chạy, khi mình xét thấy là nó chạy đúng hướng rồi đó, thì mình không có cần phải điều khiển nó. Chừng nào á một trong hai con, mà nếu mà con này á nó chạy nhanh hơn, thì mình phải kéo nó chậm trở lại. Tại vì mà nếu mà con này chạy chậm, con kia chạy nhanh á, thì làm cho cái hướng xe nó đi lệch lạc, mình phải điều khiển nó. Thì nói là nếu tự chủ được thì mình đâu có chế ngự chi. Khi mà quý vị có sự thu thúc lục căn, rồi quý vị có sự hay biết và ghi nhận hiểu biết đối tượng một cách sáng suốt, thì cái giai đoạn này á, là lúc đó cái trí tuệ nó làm việc, giống như chiếc xe nó đi đúng hướng, thì mình đâu có kèm hãm nó chi, mình đâu có chế ngự nó chi. Nhưng mà chỗ nào mà ác pháp sanh khởi, thì chỗ đó mình sẽ dập, phải chế ngự, dập tắt nó ngay. Ra đó mình phải canh phòng. Mình canh phòng giống như ở trong ngôi nhà mình. Bây giờ mình canh phòng, nếu mà chỗ nào mà nó có khói lên thì chỗ đó có sự tai hại, mình phải chạy đến mình coi liền. Nếu mà chỉ cần có một cái đốm lửa mình phải dập tắt liền, chứ đâu phải là mình phải dập tắt hết cái ngôi nhà. Chỗ nào nó có sự nguy hiểm, nó có điều tai hại, thì mình phải trừ cử, mình dập tắt ngay chỗ đó. Còn những chỗ khác đó, nó không có, nó bình thường thì thôi.
thì giống như cái người mà người gác cổng, nhiệm vụ của ông ta là đứng canh gác. Thì nếu mà những người mà họ quen rồi, thấy là biết là những cái người này tốt, những cái người bình thường, thì cái người này sẽ đi cho vô cổng thành mà không có sự hỏi han tra xét. Còn cái người này mà thấy cái người này có những cái điều khả nghi, thì người ta sẽ kêu cái người đó lại, người ta tra hỏi, ta tra xét. Đó, thành ra đó, chứ còn đâu phải ai đi vô cổng thành mình đều tra xét đâu. Đó, thành ra mình phải dùng cái trí tuệ, mình hiểu biết lúc nào những cái tác ý bất thiện, luôn luôn mình xem xét phản tỉnh trước khi làm, trước khi nói. Nếu mà những cái tác ý này là bất thiện, đem đến bất lợi cho mình, bất lợi cho người khác, thì mình cần phải diệt trừ, phải chế ngự nó. Còn những cái tác ý nào nó hướng về điều lành, hướng về điều thiện, nó muốn học pháp, muốn nghe pháp, nó muốn thực hành pháp, thì cái này mình đâu cần phải chế ngự, mình còn phải dùng gìn giữ, dung bồi nó lên thêm nữa. Đó, thành ra là cái đại ý, cái lời dạy của Đức Phật là như vậy. Chúng ta phải biết những cái nào thì cần phải chế ngự, những cái nào thì cần phải để nó phát triển tốt đẹp. Thì khi mà cô lái xe cũng vậy, đâu phải lúc nào là cô cũng phải thắng kèm cái thắng hoài. Nếu mà cô kèm cái thắng hoài thì chiếc xe nó đâu có di chuyển được, không? Cho nên đó là chúng ta phải kiểm soát, chúng ta phải cẩn thận nhìn nó, quan sát phía trước. Nếu mà đường vắng thì mình để cho cái xe nó chạy thông thả tự nhiên. Nếu mà chuẩn bị có đèn đỏ hoặc là những cái chướng gì nó sắp xảy ra, thì chúng ta sao phải giảm ga, rồi phải thắng, đạp thắng để không có gây ra cái tai hại. Cho nên á, là nếu mà mình thấy đường vắng bình thường là những cái tác ý nó tốt đẹp, thì mình để nó phát triển với trí tuệ hiểu biết, thì mình chỉ quan sát một cách thực hành một cách tốt đẹp. Còn nếu mà những cái tác ý bất thiện là như những cái chướng ngại nó sắp sửa xảy ra, thì sao? Mình sẽ giảm ga, đạp thắng để tránh những cái điều tai hại. Đó là giống như vậy. Nếu mà chúng ta thấy những cái nguy hiểm tai hại trên cái con đường của mình, thì mình sẽ đạp thắng, kiềm chế, chế ngự cái tốc độ của chiếc xe. Còn nếu mà con đường nó thông dông, không có chướng ngại, không có xe cộ, thì chúng ta để cái xe nó chạy bình thường, chúng ta chỉ điều khiển hướng dẫn nó đi đúng cái con đường, thì sẽ đến nơi an ổn tốt đẹp. Dạ, thì sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Niệm Từ. Dạ, cũng cảm ơn cô đã hỗ trợ cho sư để cái buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Dạ, cầu chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì xin cung thỉnh đạo tràng và cũng như là mời tất cả quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân sư đã giảng dạy cho rõ, con hiểu rõ thêm câu chế ngự. Dạ, thì con cũng hiểu rồi. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, còn không biết đạo tràng mời có ai hỏi thêm gì không? Dạ. Con viết ra rồi. Niệm từ. Chưa phải hết thì con xin thỉnh Ngài Trí Đức trở về để Ngài điều khiển chương trình tiếp giùm con ạ. À. Con cũng không biết mấy giờ này để mà rung mình hết lớp học nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Ngài Trí Đức có ở gần máy không? Dạ, con xin thỉnh Ngài, Ngài trở về room để mà điều khiển tiếp cái lớp học. Dạ, Nam Mô Bụt Sa Dạ, con nghĩ chắc Ngài Trí Đức đã bận việc rồi. Dạ, kính mến chào Sis Meta mới vừa vào room. Dạ, con chút xíu nữa con cũng không có biết là sau lớp học sẽ sám hối như thế nào. Dạ, thì bây giờ có Sis Meta vào hay là... Sismita ơi, Sismita có rảnh không? Xin mời Sismita lên cầm mic. Dạ. Vì chắc con kính mời sư Nguyên Thông lên để hoàn mãn buổi học hôm nay dùm con ạ. Dạ, tại vì con nghĩ là chắc đạo tràng không có còn câu hỏi nữa. Dạ. Ô dạ, kính mời sư Meta nhé. Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Chăng Kha dạ, dạ con cũng sám hối. À, hôm nay con không được khỏe cho nên con vào room trễ quá. Dạ bây giờ thì Ngài kêu là đọc sám hối để kết thúc buổi sinh hoạt. Dạ thì con trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Ngài Pháp Thành và cùng chư tông đức tăng trong đạo tràng, còn kính lễ quý bà quý cô tu nữ và còn kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, thể theo lời của Ngài thì con xin đọc bài sám hối ạ. Uttamange na vande yang bara bang sum varuttamang butte yo khalito do so utto khamatutang ma mang. Con đem hết lòng thành kính làm cúi đầu lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề thăm mạnh cha đô quý thằng qua rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mộ khá ma tu tăng ma măng. Con đem mệt lòng thành kính làm lệ ấy hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang cha đuôi đốt ta mặn sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mặn. Con đem hết lòng thành kính làm lệ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, vui sinh tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con xin nhân mít cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con xin nhân mít cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Và bây giờ thì còn thời gian thì cũng khoảng 20 phút nữa, nhưng mà Ngài Trí Đức thì chắc cũng đã bận rồi. Chú Minh Thông và tất cả quý vị không có phát biểu gì thêm thì xin thay mặt chư tăng tụng bài phước chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Awatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa bhuta nuvave na sada sothi phavantu deva watu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nuvave na sada sothi phavantu de awatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nuvave na sada sothi phavantu de. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thù sa thù lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh quán hỷ Phật đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thụ đạo màu, tu hành tinh tận, họ hậu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cấm mạng cách tắp bằng ki văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng dê sắc ta sanh nhi nô ạc thi dê cha sắc ta a sanh
sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng bùa ná pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa ganh toa ni huệ đa dùng sắp bê lô cầm hi dê sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuần nhân phô cha năng sắp bê phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cúng trời đáo lại thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng nhân ban chúng sanh hay việc hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh ổn dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọa lòng y đàng quá tam ê buôn nhân à sa quát khá già quá hồ tu y đàng nô nhà tí nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô và tất cả phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây con xin hồi hướng đất tất cả thân bằng nguyên thuộc đã quá giảng rồi nguyện cầu cho tất cả các vị ấy được sanh về cảnh giới an lạc và tất cả phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm và con kính cảm ơn ngài Pháp Thành ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng và con kính cảm ơn quý bà quý cô tu nữ và con kính lắm cảm ơn đạo quý vị đã hiện diện có mặt hôm nay và con xin nhân mắt cho ngài Trí Đức để ngài đóng rung ạ.